Và nói tới áo dài thì ngày hôm nay chúng ta cũng mặc áo dài phải không em? Dạ, thưa quý vị, không biết trùng hợp làm sao mà MC Diệu Quyên cũng như là Xuân Anh đều mặc áo màu vàng hết. Diệu Quyên sở dĩ mặc chọn màu vàng là tại vì cũng có một chút xíu gọi là mê tín dị đoan, nói là hợp màu vàng cho cái năm mới, cho nên chọn cho mình cái áo màu vàng. Mà nói đến màu vàng thì em cũng nhớ đến là thường vào những ngày Tết thì nhà nhà đều trang trí những cành mai, cành đào. Đúng rồi. Mà có truyền thuyết nói rằng là vào những ngày Tết thì những vị thần mà xua đuổi tà ma đi vắng nhà, cho nên là những quỷ dữ đó là sẽ quấy phá dữ lắm. Cho nên là nhiều người dân đã nghĩ ra cách là chặt những cành mai để trang trí ở trong nhà. Mà người nào không có những cành mai thì họ dùng những cái giấy hồng điều vẽ hai vị thần linh ở trước cột nhà để mà tránh quỷ tà. Vâng. Và thưa quý vị, may mắn là chúng ta ở đất Mỹ này mai đào đều có cả. Cho nên chắc chắn là quý vị đã cho cái coi là trang trí trong gia đình của mình, một bên thì cành đào, một bên thì cành mai, rất là đẹp phải không? Yeah. Em cũng vậy phải không? Dạ đúng, không thể thiếu. Vâng, thì thưa quý vị, với nhạc phẩm kế tiếp chúng tôi cũng nói tới mùa xuân, đó là nhạc phẩm Xuân Đã Về. Và đây cũng là một sáng tác rất là hay. Và chúng tôi xin được mời quý vị cùng với chúng tôi chào đón tiếng hát của nữ ca sĩ Y Phương với nhạc phẩm Xuân Đã Về. Cảm ơn hai cô MC xinh đẹp ngày hôm nay. Y Phương xin thân mến kính chào tất cả quý vị có mặt đêm nay ạ. Nghe hú là thấy vui rồi. Trước thềm năm mới, Phương rất vui khi được trở lại năm nay với Chùa Điều Ngự, được gặp tất cả quý vị tại nơi đây. Phương gửi một lời chúc đến tất cả quý vị một năm mới thật nhiều sức khỏe, một năm mới thật an khang, thịnh vượng. Tiền vô như nước mà tiền ra nhỏ giọt thôi nha quý vị. Tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với quý vị trong năm nay ạ. Trong nắng vàng khắp chốn tinh giao vàng, xuân đã về.
Thank you. Xin cảm tạ quý vị rất nhiều. Xin cảm tạ quý vị ạ.